And now we will have Rice Drums, which will be performed to you by Susan Lê. Chương trình được tiếp nối với một làn điệu dân ca Bắc Bộ Trống Cơm do Đặng Hữu Phúc biên soạn. Nhạc phẩm này sẽ được trình tấu qua tiếng đàn của Susan Lê.